Chị phải hỏi chị Nhung là chị nghĩ rằng tình dục trước hôn nhân nó quan trọng như thế nào và ở một cái mức độ nào đó là nó vừa phải, nó có giống với lại tình tình dục của vợ chồng hay không, và nó nên nên ở những cái giai đoạn nào thôi ạ? Nếu mà trả lời câu hỏi của Jumi cách đây khoảng tầm 7, 8 năm hoặc 10 năm thì chắc là Nhung sẽ nổi nhất mạng xã hội, bởi vì là cổ vũ cho sex trước hôn nhân. Nhưng đến thời điểm hiện tại chúng ta phải nhìn vào sự thật. Đấy là gì? Rất nhiều người chị em phụ nữ là về nhà sau khi đã lập gia đình rồi mà chúng ta không có hài lòng với lại partner của mình. Đó, thế thì Nhung cũng có khuyên một số cái bạn bạn trẻ mà chưa lập gia đình là các em may lắm. Các em vẫn còn cái sự lựa chọn, sự tìm hiểu. Và ngày xưa thì các cụ nói là lấy vợ xem tâm, lấy chồng xem giống. Nhưng bây giờ chúng ta không chỉ đơn thuần là tìm hiểu như vậy thôi, còn tìm hiểu về xem chúng ta có hợp với nhau về chuyện đấy không nữa. Chị ơi, ví dụ nha, em ví dụ nha, mình cảm thấy mình không hợp với nhau về chuyện đó rồi làm sao để mình rút hả chị? Tại vì khó chứ bộ, đúng không ạ? Ví dụ như mà mình thấy mình yêu quá rồi nhưng mà tự nhiên với cái chuyện đó, mặc dù là mà mình không có cố gắng, tại vì mình cũng không muốn cố gắng, tại vì do là mình tìm hiểu thôi mà, mình chưa có lấy chồng và mình cũng chưa có một cái commitment, gọi là giống như là một cái gì mà để ràng buộc nhau hả, nhau cả, thì lúc đó mình phải làm cái gì ạ? Thật sự có những trường hợp không thể cố được, bởi vì cố quá sẽ thành quá cố. Chúng ta không thể biết rằng là phía trước chúng ta là bụi rậm mà chúng ta cứ đâm đầu vào. Có rất nhiều trường hợp là khi mà phát hiện ra những cái vấn đề chúng ta không thể chấp nhận được về mặt tình dục với nhau. Ví dụ như có thể là anh ấy có những cái xu hướng lệch lạc về tình dục. Đó là cái xu hướng mà rất khó có thể thay đổi được người đàn ông đấy. Hoặc có thể người ta chấp nhận à anh sẽ thay đổi vì yêu em. Nhưng đâu đó khi mà cưới về rồi thì ai dám chắc, đúng không ạ? Thì có những cái ranh giới mà chúng ta nhìn thấy là chúng ta phải bỏ. Nhưng có những cái vấn đề mà nếu chúng ta cố gắng và nếu hai người mà hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn và sẵn sàng đi đến nhau con đường mà dài hơn nữa, thay đổi được, thì cái này là phải tùy từng trường hợp của từng người để mình có thể đưa ra cái lời tư vấn nó sát hơn. Cái đó là với phụ nữ, còn em không biết là chị đã từng nghe cái chuyện nào mà người đàn ông sẽ có một cái cách ứng xử rất là rõ rệt khi mà họ phát hiện ra là cái người phụ nữ này không có hợp với họ, và chị nghĩ là họ sẽ làm gì? Thường cái đàn ông thì lại khác. Nhung thì chưa được nghe nhiều cái tâm sự của người đàn ông, nhưng đàn ông thì khác em ạ. Đàn ông chọn vợ và chọn người tình khác nhau. Có thể sẵn sàng vẫn chọn cô đấy là vợ, nhưng sẵn sàng trước khi cưới vẫn có quan hệ với một người khác. Đó là cái tiêu chuẩn chọn vợ và tiêu chuẩn mà chọn cái người kế trên giường ấy, thì đàn ông rõ ràng và sẵn sàng có thể song song một lúc hai người, nhưng phụ nữ mình thì khác, đúng không em? Phụ nữ thì khác, rõ ràng là như thế.